giữa pun anh nhưng hãy là chào tất cả mọi người đấy, chào tất cả mọi người đấy. Chào anh chị nè sợi ô, chào hôm nay sống có tốt không? Chào chị sợi ô, chào chị sợi ô. Chào là giống như gút đấy tốt, nè sợi ô là giống như kiểu đang sống như thế nào đấy. Nó kiểu nói kiểu mi chết sa chú cú lê chín cha sa ở bên Hàn toàn nói kiểu mà nước miếng bạn cũng về về vui chị An Khang nguyện mình khi nào phải vui vẻ sa ai cú sa sa chú cú lê chín cha Shibala, chửi chị tôi mà, Shibala mà chửi tôi. Shikya, Shikya, Shikya là thằng thằng nhóc con này. Shikya, Shibala mà. Ở bên Hàn là chửi cái Shikya gọi là thằng con. À thế à? Người Hàn nó chửi nhiều lắm. Shibala mà, nên chửi kiểu đi mê mai đấy kiểu. Phải hay không? Shikya. Vui vẻ mọi người nha, vui vẻ nha. Hoan hỉ, hoan hỉ, hoan hỉ nha. Ngày xưa mình cũng chửi nhau về gì đó? Ông xã Trăng Ním ở bên kia là toàn gọi là xã Trăng Ním ấy. Chửi nhau với ông xã Trăng Ním mấy lần. Mình thì cũng đọc cho hãy, mình có hiểu nghĩa cái gì đâu. Béo ơi, bài nói tiếng Hàn với anh đi. Đấy. Béo ở bên Hàn à? Béo sinh năm 1994. Hello anh. Chưa chồng, chưa người yêu. 94 à? Tuổi tuất. Người Quảng Ninh à, đi mẹ mày chẳng còn đi trở lại sập lại sập lại đấy ơi nhỉ, chửi nó sập lại nhỉ, không được nó tục ai à, anh nhang aseo kakaka Ajinomoto sike shibalama sike shibalama làm mũi cho quỷ đi. Mina chào Mina nha. Dạ, Mina nha. Okay, Mina này khách quen đấy. À thế à? Yeah. Tôi cặp cặp rồi đó. Mọi người cặp cặp những cái vui vui. Chứ đừng có cặp cặp cái bừa bừa nha mọi người. Tiếng Hàn với tiếng Bô cả nó học nhanh hơn. Tiếng Bô học nhanh hơn và dễ học hơn mọi người nhá. Tiếng Hàn rất là khó học. Tiếng Hàn nó học nó khó phát âm, khó ngữ pháp khó lắm. Mình 5 năm bên kia nhưng mà chỉ biết gọi là bập bè. Nói những câu xã giáo thôi, trong công việc thôi, cuộc sống đi chơi đi búa, mua đồ ăn thức uống rồi là tán gái lớn lớn bên Hàn rồi cái gì tuế chi ăn tuế chi mục cổ lễ là mày có thịt lớn không? Ajinomoto là bột ngọt. Ajinomoto Nhật chín su Nhật Nhật chín su Nhật à. Mua là cái gì ấy? Mua là gì? Họ cái gì ấy? Cái gì? Mua. Mi quân. Mua là cái gì? Mà tiếng Hàn nhanh quên phết đấy. Tiếng Bô Đào Nhá 7 năm mới quay lại thì vẫn nhớ rất là nhiều nhưng mà tiếng Hàn nhớ. Kimochi hay. Đáng hát nhỉ. Chém mi sợi ô là thú vị, rất là thú vị đấy. Chém mi sợi ô là rất là thú vị. Diu chém mi sui. Araso. Anaraso. Anaraso. Araso là mày có hiểu không? Có đã biết chưa đấy? Lối chơi đâu rồi? Lối chơi rồi. Ai cù. Từ khi họ mới một chửi mình là họ bắt đầu xịt ra mình biết rồi rồi kiểu chửi ra là mình bắt đầu em nên đừng nghe vì nói sao em bảo đi làm về chứ anh Quý chưa mọi người ơi chưa bảo chưa về mọi người bảo là về muộn nhất nha đấy. Anh Nhung chán sen kín chín cù đây là những người đẹp trai, đàn ông đẹp trai đấy. Đấy, chào những người đàn ông đẹp trai chín cù à? Đây An Nhung chán sen kín chán sen kín đấy chín cù là một người đàn ông đẹp trai. Còn chín cù tinh là gọi là người bạn đấy, những người bạn đấy, đẹp trai chín cù tinh
chín cú tin. Chín cú tin, chín cú là bàn mà chín cú tin là số nhiều đằng sau, nên chín cú là một mà tin giống như số nhiều số ít của tiếng Anh ấy, khó học lắm. Răng 9 6 3 0 đó. Chín cú tin. Oppa, chín cú tin. Oppa. Oppa. Oppa San Hiek. Oppa. Oppa San U San Hiek. Oppa San U. Kure. Oppa San Hiek. Kure. 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 Oppa. Béo ơi, béo anh này phát âm chuẩn chưa? Béo ơi, nó mô poco si poi o. Salamu. Ok, như phúc nha. Poco si poi o. Là béo ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Chàng cười. Tự dưng được học tiếng Anh đấy. Anh yêu em gọi là cái gì? Hả? Anh yêu em. Anh yêu em. Anh ơi, em yêu anh. Anh nói tiếng Hán hả? Tiếng Hán mà. Sarang hè. Sarang hè. Sarang hamida. Sarang hè. Sarang hamida. Sarang hè. Sarang hamida. Sarang. Ghét đi gọi là siro. Siro. Nở mũ siro. Sarang hamida. Siro. Siro. Chán. Sáng kín. Đấy. Sarang hè. Đọc lại mà. Hai người đàn tu nam cha. Huế sa an ca. À, họ bảo là hai người đàn ông đẹp trai sao lại không không đi làm à, không đến công ty à? Ô nữ rươn. Đang nữa này. Quên hết mất rồi. Chả em biết à. Ô nữ là hôm nay án in hè. Án in hè sơ rồi. Hôm nay là không đi làm việc. Hỏng hỏng vợ anh quyết gọi điện thoại. No, đừng nhắc đến vợ đấy nhá. Takura, ấy dạ. Ô nữ. Ấy dạ. In ran heo. À, ô nữ in li an heo. Ngoài, ô nữ in ran heo. Sai rồi đây. Sai rồi béo đây, việc sai rồi đây. À, đấy. Ô nữ in ran heo. Đấy, là hôm nay là không làm việc. Chào Thùy Linh này nha. Chào Thùy Linh nha. Ô nữ an in heo. Maria Ozawa. Maria Ozawa. Anh in hề Maria Ozawa chẳng hề mít à. Tôi có thể chỗ nên tôi có thể tôi cũng vậy. À, ông giống mày đấy, tôi cũng giống bạn. Tôi cú đá tôi đi quỳ. anh nhân tôi cú đá. Tôi là gì? Tôi là gì? Chờ tôi cú đá tôi đi quỳ. Chẳng hề mít à. Ok chưa? Ok. Ok chưa? Tắc mà chai hồ. Tắc mà chai hồ. Tắc mà chai là đúng cực đúng luôn. Tôi là chứ? Tôi là chơ, chơ. Chơ, tổ cô đà, tôi nít quỳ. Chẳng hề mít à. Chuẩn đấy mọi người, chuẩn chứ mọi người ơi. Chị chị. Ai biết tiếng Hàn không? Nguyên hữu thơm, biết chứ chai đi đây. Màn tô. Anh tuê không nói được, sorry. Chứ đây chữ nhỏ đến đọc được, nhanh quá. Màn thô là màn thâu đúng không? Hả? Màn thô có màn thâu mọi người. Mọi người đấy cũng biết tiếng tiểu đó nhờ, mấn đọc được mấy đâu. Mình không học tiếng Hàn, chỉ là học mọt thôi. An nhân. Chữ cũng đọc được nhiều. Đấy, chớ à? Chớ hoặc là ná. Chớ. Ná nên đi, ná nên đi, ná nó giống như kiểu băng vải lửa về nhau ấy. Còn chớ nên giống như kiểu là mình thấp vị hơn là mình. Chớ nên nó giống như kiểu mình thấp thế, người ta bảo anh đuổi quá anh nói tiếng Nhật đi. Anh chưa biết nỉ là không? Chớ tú cú đá quý. Nỉ ủa, biết nỉ ủa là biết đấy. Anh chưa biết nỉ. Why nỉ? Ủa. Why nỉ? Ái chăng nỉ? Cũng giỏi. Ủa anh nhỉ? Maria Uragua. Maria Uragua. Arigato hai smart. Có tuyệt không gặp anh ơi. Ô, Angola châu Phi làm chưa có tuyệt đâu mọi người. Tuyệt nì Tuzuka, chơi, nì hảo. Nì chơi tuyệt bên Trung Tề. Ok. Nì đi xa quá. Không mới biết béo. Đúng rồi, Lê thì biết tiếng Nhật, Lê ở Nhật về mà. Lê ở Nhật mấy năm. Kutata swakumimiswa. Kutata swakumimiswa. Ê.
Hàn Quốc Mani Phomong Savo Cứ Trương Tô Quen Trăng Na yo. À ok ok Nhiều mà Quen Trăng Na là không vấn đề gì. Quen Trăng Na. À Quen Trăng Na. Có cái trong cái Quen Trăng Na. Quen Trăng Na. Oppa Quen Trăng Na. Quen Trăng Na. Oppa Oppa. Mà khóc này mình được. Quen Trăng Na. Quen Trăng Na. Oppa Oppa Quen Trăng Na. Oppa bình tĩnh. Quen Trăng Na. Chào quen là tiếng bên Trung. Thế giới cha một ngày mọi người bình luận nhau mà chửi chai nhánh quả đâu không ra luôn. Đâu không kịp mà cả. Xong thùng cháo thùng coi như hỏng. Sai xin, lăn ra phản. Xong thùng coi như hỏng. Em ơi lúc nào bán hàng gì cũng phải cảnh báo cho khách hàng nhé. Vì giờ làm... Dạ vâng ok em, dạ bọn em biết rồi. Dạ. Nói chung mấy cái kênh bán hàng của Team Châu Phi thì toàn có tích xanh hết mọi người nha. Chung... nào à? Em nhớ anh Tê. Con em không đến gì đây không hiểu mấy từng dột lắm, nói chung là biệt mập mè mấy câu thôi dột lắm cũng đọc được nói được cũng đọc được đúng rồi. Anh em mình ở cùng với quê với Quang Linh mọi người nhá, Quang Linh Nghệ An, mình Hà Tĩnh, quê Hà Tĩnh, anh em Nghệ Tĩnh hết thọc lẹt thọc lẹt sắm mắt đi khắp thọc lẹt thọc lẹt. Bây giờ cái ông Đặng Văn Quý nào lại nói bầy này, thế cũng được nhá. Mình nói tranh tránh chứ. Hôm nay là 20 tháng 10 mà phải là hẹn em đâu? Phải là đâu? Nhà anh Toàn nói cái chi chi. Nhà anh Toàn cái chi chi. Mặc cơ bèo. Miền Quảng Ninh nhân xem. Chú nói chí cũng hiểu. Cô quý biết nói tiếng Thái ngay. Chào cô nha. Hả? Biết nói tiếng Thái không? Khám ba đi khắp. Khắp khu khắp mông. Mày Hà Tĩnh chỗ một rồi em ở Kỳ anh ơi. Em ở Kỳ Anh nha. Chưa, anh chưa debut đăng thanh con ạ. Mới bản demo thôi, hôm sau mới debut. Để tối nay debut lại thêm một bản nữa để xem tình hình thế nào. Khắp khu khắp trái khắp khe. Khắp khu khắp trái khắp hẹ. Còn lẹt, còn lẹt. Anh em toàn nói chị, okay. chị không hiểu. Mình không còn phải gì anh cơ mà. Còn em vẫn nói... nói. À, mình ở Kỳ Văn, Kỳ Văn. Nhà Kỳ Văn nha. Bạn Quyết ở chỗ nào vậy bạn? Mình ở Nghi Xuân Hà Tĩnh nhà chị Kim Hoa nhà. Hà Tĩnh à? Vâng. Bạn Quyết con biết cái xí kê. Cái xí kê không? Xí ba lầm à? Xí chả, xí ba lầm à? Chín chả, xà. Chú cô lê. Mua ra cô. Hả? Hả? Mua ra cô. Nãy giờ anh với anh Quyết nói tiếng Hàn mà nói tiếng Hàn kinh lắm. Hồi giờ đi làm toàn vì nói chuyện. lối đi chơi rồi. Nào anh về gặp giao lưu vài hủ vốn anh nhé. Vốn nhà mình thật sự gặp bạn làm chưa thấy cái gầy. Ok ok Thanh Văn nha, hôm sau nha. Mình chưa thấy cái gầy gốn. Đây đánh gốn á. Ở trên nhà anh Hoan. Đây đánh gốn á. Thì biệt vậy thôi chứ. Quyết nói bậy quá. Bên này bên ngày hóa hiểu niềm anh Quyết đẹp trai rửa. Ui giời, bên này ban ngày Quỳnh Hương em mới 5 giờ mà Kỳ Khang à? Chị ở Kỳ Khang. Ok, chị chào chị Giáp Bình Dân nha. Chào chị okay, ở Kỳ Khang nha. Kim Hè đi Quyết Black. Ê coi Hoan nằm à? Để chào đây. Nguyễn Thị Thực có nha. Có ai vừa mà nói là Kim Hè đây thống nào đấy nhỉ? Thống E7 phải không nhỉ? Thông E7. Úi giời, Kim Hé, mình ngày xưa ở Hàn Quốc, ở Kim Hé là một trong những gọi là tay anh chị có số có má. Thấy không? Đã số 1. Số 1 Kim Hé. Số 1 Kim Hé luôn, đúng số 1 Mai Đình luôn. Tối thứ bảy với chủ nhật là tắt 5 giờ đóng cửa công ty phát là mặc đồ đóng đồ lên nhạc. Đấy, đôi tóc giả đi. À, dạ. Hoành tráng lắm. Bị đập mấy lần em ơi. Bị giả mấy lần rồi. Bị vả mấy lần đấy. Chú tôi chào bạn. Bên này 16 giờ 30 28 phút. 28.
mình chỉ bằng Seoul nhà em. Seoul là anh không ngán đâu, anh chỉ ngán cái khu Xí Hưng về phẹt thẻ đấy, chỗ ấy mới là chỗ Xí Hưng ấy. Bạn nào đang hay thêm một câu của chị thêm câu bị đập mấy lần Linh ra tết, ra tết luôn rồi. Linh phải tầm tháng 2, tháng 3 mới sang bên này. Anh hạt sơ yêu hay quá. Đẹp trai nhỉ. Hay nha, mình đẹp trai nhỉ. Ây da. Em ngủ trong nhà đây, em ngủ đấy. Em ngủ trong nhà đây mọi người. Anh Quyết thiệt là anh nhìn anh nấu ăn. Cảm ơn, Huy Tươi Sinh. Anh Quyết đéo tên đi. Sherryman. Mình Tony Quý Mafia Internet Tùm Kéo View số 1 Angola. Chúc Sherryman 8386 sức khỏe, máy đỉnh máy chất đẳng cấp luôn. Sherryman nhé. Em nha. Cơm cánh ngon. Đóng tun à? Có, tin là đóng tun. Tin là đóng tun kia. Tin là đóng tun làm bài này chứ. Ngày mai, ngày mai mọi người nha. Nhớ view xuống rồi. Giờ này muộn rồi mọi người, nhớ đợi MV sáng ngày mai của mình nha. Thống ơi, thống ơi, thống. Anh cùi cho em qua cuộc đất với qua luôn, hoa luôn, qua luôn, qua luôn em. Anh làm visa cho qua luôn. Anh Quỷ đang độc thân mà, ai qua cũng được, miễn là con gái.